Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cho hiển thị tổng tiền là tiền Việt ở trên sàn Binance. Rồi bây giờ mình sàn Binance rồi vào ví. Trong ví ở trên nó sẽ có tổng giá trị. Trên này nó sẽ hiện ra quy đổi thành tiền Việt. Số coin của mình sẽ quy đổi thành tiền Việt đây. Đây là nó phía coin ở phía bên tay trái cùng là số coin BTC là số coin Bitcoin chuyển sang tiền Việt của mình là 3 triệu. Rồi nếu mình muốn đổi thành đô là một đồng tiền nào khác, từ Bitcoin mà đổi sang đồng tiền khác, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn vào trang chủ, chọn vào avatar phía trên góc bên trái. Sau đó thì các bạn vào một cài đặt, rồi chọn vào một đồng tiền. Ở trong này sẽ có đủ các loại đồng tiền. Đây thì mình đang chọn là Việt Nam đồng thì là VND. Còn nếu bạn muốn tiền Mỹ thì USD ở trên này. Đây. Rồi khi bạn chọn xong thì các bạn thoát ra ngoài thôi. Lúc này thì đồng Bitcoin của bạn sẽ chuyển sang USD phía bên này. Rồi như các bạn thấy trên màn hình đây. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp bạn những video lần sau. Tạm biệt.